Kính chào tất cả các quý cô chú anh chị gần xa đang theo dõi kênh YouTube Bonsai Lệ Nguyên của em ngày hôm nay nha. Mến chào anh ơi. Mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lệ Nguyên. Tiếp tục ngày hôm nay em làm clip này là 709 nha bà con. Hôm nay em có khoảng 20 mấy tác phẩm để giao lưu báo giá bà con của mình nha. Gồm có đồ gỗ, đồ gốm và đồ đồng xưa cũ. Qua số điện thoại của em 0772877278 nha. Đầu tiên cho em xin giới thiệu, đây là mã số 0 nha bà con. Đây là một cái bộ sưu tập nha. Con mình xem này là bằng cái này là cây đàn nha bà con, này được kêu bằng đàn đá nha, đàn đá xưa. Đây cái đàn đá xưa này là của những người xưa người ta làm, hàng này nói chung cũng theo gần cổ luôn rồi nha bà con. Cái này có cái chiều dài em đo là khoảng là tổng thể là 56 nha. Ở 55 đi. Còn chiều ngang chỗ lớn nhất chỗ này khoảng là tầm là 33. Đây còn chỗ vị trí nhỏ nhất này nha là 15. Đây nó từng thớt gì nha bà con, để em gõ bà con mình nghe nha. Mình dùng thanh kim loại để mình gõ nó mới ra âm thanh nha bà con. Đây. Mỗi miếng đều có âm thanh khác nhau nha. Đây. Đây. Hàng này là rất là đáng sưu tầm luôn nha bà con. Nó từng miếng đây, 2 4 6 8 10 12 14 15. Có 15 nha bà con, 15 miếng. Lặn mặt bằng sau đá nha. Đây mặt sau thì trơn. Cho mình xem đây. Rất là độc đáo ha. Đây đàn đá xưa nha bà con, đàn đá xưa của dân tộc Tây Nguyên nha. Hàng này nói chung tuổi đời cũng rất là già đời rồi nha bà con. Cái này em giao lưu bà con mình giá là 3.400.000 nha, nguyên một bộ sưu tập luôn nha, 3.400.000 đồng. Đến với mã tiếp theo số 1 nha bà con, mã này là mã số 1 quê. Đây em có một cái đồ vắt nhang xưa, đây tích là lông ngẩn nha, bằng đồng. Đây bằng đồng nổi luôn bà con mình xem, hoa văn chạm nổi rất là đẹp luôn nha. Chiều cao này em đo là 25, đường kính miệng là khoảng tầm là gần 11 nha. Cái hoành thế này là 35. Đây chất liệu là bằng đồng, gồng dập nổi, gồng nổi luôn. Đây. Đây đồng nguyên si nha. Không mà xem đây, những con gồng. Đẹp nha bà con. Đây cái này rất là to đẹp, cái này nói chung hàng cũng vài chục năm nha bà con, hàng xưa nha. Cho em xem đây, xem giùm em, chuyển đế đây nha. Đây, giá giao lưu bà con của mình đó nha là 2.800.000 thôi, nặng là 3 kg. 2.800.000 nha bà con. Và đến với mã số 2V. 2V này thì em có một cái bình đồng. Đây bình này là bình Nhật nha, hàng Nhật xưa. Cũng mình xem chất liệu là bằng đồng nguyên khối luôn nha. Bình này nặng khoảng 2.7 kg. Có chiều cao thế này là 27 nha, đường kính miệng là 11 thôi. Hoành này là khoảng 57 nha. Bình này như dạng bình bông nha, làm rất là đẹp bà con mình xem. Đây cái tích rồi nha. Tích phía sau lưng đây, những ngọn núi nha. Đây giống như sơn thủy rất là đẹp nha bà con. Rất là dày và nặng. Đây đồng nguyên si nha, hàng xưa. Giá giao lưu bà con của mình là 2.500.000, 2.500.000 đồng nha. Và mã tiếp theo số 3V, em có một cái bộ tác phẩm là gia đình nai. Đây gia đình nai rất là đẹp luôn, nặng 3.5 kg. Có chiều cao thế này là 34 nha. Chiều dài tổng thể em đo là 38. Đây, hoành một con nai này là 15, ủa 18 nha. Đây bà con mình xem nặng 3.5 kg rất là đẹp nha. Tác phẩm rất đáng sưu tầm luôn. Đây cũng vừa sưu tầm về một bộ nha. Bộ vừa rồi thì em giao lưu rồi. Con mình xem rất đẹp. Giá giao lưu bà con mình là 3.200.000 đồng nha, 3.200.000. Mã số 4V. Đây em có này, cái này giống như một cái khò bình của người ta hàng ngày xưa nha bà con, hàng này hàng xưa nha. Bà con của mình sưu tầm, cái này thì bằng đồng, còn bên này là bằng sắt nha. Cái vỏ vỏ này bằng đồng, hàng này nói chung là cứ bằng cái đồ bơm hàng ngày xưa đó nha. Cái này chiều dài là khoảng 38 thôi. Đây hoành thế này là 14, thì bà con của mình nào biết sợ sử dụng thì bà con mình xem cho biết nha. Đây hàng sưu tầm giá là 800.000 thôi nha. Khúc này là bằng đồng nha bà con. Rồi mã tiếp theo số 5V. Đây em có nguyên một bộ tác phẩm cồng chiêng Tây Nguyên, gồm có 10 cái nha, 2, 4, 6, 8, 10 cái. Bà con mình xem. Để em đo cái nhỏ nhất là 17 nha. Đường kính cái lớn nhất là 37. Rất là đẹp luôn. Bộ này nặng gần 10 kg luôn nha bà con, gần 10 kg luôn nha. Đây mỗi một cái thì âm thanh đều khác nhau. Bộ này nó có tới 10 cái là bà con mình về chân đề co, hoặc là mình treo những quán cà phê, hoặc là mình dùng mình để đánh ngoài cũng được nha. Đây cái này là cái nhỏ nhất, nặng gần 10 kg nha. Đây giả cái lớn nhất đây. Bộ này thì bà con của mình về mình treo lên, mình treo rời ra rất là đẹp nha. Hàng sưu tầm rất là dày dặn nha. Đây mặt sau lưng đây nha bà con. Âm thanh rất là vang, rất là đẹp nha. 10 cái giá giao lưu bà con mình là chỉ 6.200.000 thôi, nguyên một bộ sưu tập nha, nặng là gần 10 kg nha bà con. Đây khoảng 9.5 kg đi nha. Và đến với mã 6V. Đây em có một bộ là đỉnh nha bà con. Đây bộ lư xưa,
có chiều cao này, cái đỉnh này khoảng 38, cái hoành này khoảng chừng 53. Rồi để cặp chân đèn nó luôn. Đây, một cặp chân đèn nguyên bộ nha, hàng xưa. Con mình xem đồng này về bà con mình trà đánh bóng lại dùm em, bao đẹp cho bà con mình luôn, không đúng đồng xưa hoàn về cho em luôn. Nặng 4,5 kg cho một bộ này nha. Tích này là sông lông trồng nguyệt, cái này người ta khắc thủ công ngày xưa nha bà con. Chân đèn thì có cái chiều cao là khoảng 26 nha. Đường kính mâm này là 14. Nặng 4,5 kg, giá giao lưu một bộ này là 2.800.000 thôi nha. 2.800.000 đồng bên em bao ship cho bà con mình toàn quốc. Hàng bên em thì sưu tầm thì giá hữu nghị, em để bà con mình giá hữu nghị nha. Còn những cái nào giá cao thì em phải để giá cao bà con mình cao rồi nha. Và mã tiếp theo số 7V. Đây một cái chiếc ấm bình Phước Lộc Thọ bằng lắc đồng lắc cây bạc nha bà con. Nặng 910g. Cái bình này chiều cao là em đo khoảng 13, ngang này tầm 15 nha. Đây hoành tổng là khoảng chừng 35 thôi. Đây bà con mình nghe âm thanh đồng nha. Đây đồng khảm bạc, mặt phía sau bên ngoài đây, ông Thọ đây, đắp nổi luôn nha. Đây con xem rất là nặng dày. Cái này giá 1.200.000 nha bà con, 1.200.000 đồng. Hàng sưu tầm đồng lắc cây bạc. Và em có 4 cái dĩa đồng lắc cây bạc nữa nha. Mỗi cái thì mỗi cái mẫu khác nhau. Đây bà con mình xem đây. Đây một cái này thì đường kính em đo nha là khoảng chừng 15 thôi, tầm 15 thôi nha, nhưng mà rất là dày dặn. 4 cái này nặng 1,8 kg. Đây tích này là tích lông phụng nha bà con. Đây đồng lắc cây bạc nha, xung quanh đây rất là đẹp. Còn bên đây là tích cá nha. Đây cá châm hồ hoa sen, mặt sau lưng đây nha, lông phụng. Đây bà con mình xem rất đẹp nha. Còn cái này là tích 12 con giáp và cái hình bát quái chính giữa. Đây mặt phía sau lưng nha bà con. Còn cái này là Phật A Di Đà nha. Đây bà con mình xem rất là đẹp nha, bà con mình hữu duyên. Đây đồng này rất là tốt nha bà con. Đây đồng lắc cây bạc rất là tốt, rất là dày. Mỗi một cái là 800.000 nha. Bà con mình lấy một cái thì nhớ cái mẫu giùm em, cứ liên hệ trực tiếp bên em nha. Một cái là 800.000. Và đến với mã tiếp theo số 9Q. Đây em có một cái này giống như là cái ngày xưa người ta để cái bình thủy, bình nước trà vô đó nha bà con, cho nó giữ nhiệt nha. Để khảm một cái lớp ốc bên ngoài, khảm ốc sà cừ bà con mình xem. Lông phụng và xung quanh viền đây, sen vịt đầy đủ rất là đẹp nha bà con. Hàng lành tích liền lạc nha. Chiều cao cái hộp là 25 thôi. Đây hoành thế này là 76 nha. Trên cái nắp này là lông phụng bà con mình xem. Ở bên trong đây có một lớp vải nhung, thường người ta để mấy cái ấm trà vô đó nha. Đây hàng rất là đẹp, xung quanh người ta khảm đây. Đây gần bằng gỗ nha bà con, hàng này bằng gỗ nha. Đây chiếc bình này em giao lưu bà con mình giá là 900.000 nha, 900.000 đồng. Và mã tiếp theo số là 10V. Em có một cái dĩa trái cây bằng đồng xưa luôn. Chiều cao rồi ở đường kính này 35, chiều cao là khoảng chừng 7 phân thôi nha. Đây cái dĩa trái cây nặng 1,5 kg. Đồng này rất liệu, rất là tốt nha bà con. Đây này em có một cái này giao lưu cho bà con của mình nha, 1.500.000 nha, 1.500.000 đồng. Và đến với mã tiếp theo số 11Q. Đây em có một cái tác phẩm này giống như là một cái ngôi nhà vậy nha bà con mình xem. Đây đây giống như một cái ngôi nhà này, lầu. Cái này là bằng gốm nha, mà gốm này là gốm chu đậu, gốm chu đậu xưa đó nha bà con. Bà con mình cũng biết về cái gốm chu đậu mình rồi nha. Đây chiều cao này em đo là khoảng tổng thể 29 nha, hoành bụng này là 52. Hàng này hàng sưu tầm. Đây bà con mình xem. Đây nó bị lỗi nhâm trên này chút xíu thôi, qua thời gian 5 tháng thôi nha. Đây mấy cái lỗi trên đây chút xíu rồi nha bà con. Đây bên dưới đây nha, hàng gốm chu đậu nha bà con, rất là đẹp. Giá giao lưu bà con mình 1.400.000 nha, 1.400.000 đồng. Và mã tiếp theo số 12V. 12V này thì em có một cái bình hút lọc lông ngẳng vẽ tay. Đây bà con mình xem rất là đẹp luôn. Chiều cao này em đo là 34, đường kính miệng 9 phân. Hoành bụng như thế này là khoảng là 93. Hàng lành tích liền lạc hết nha, không hề nứt mẻ tóc gió chỗ nào. Cái này tuổi đời cũng vài 30 năm nha. Đây vẽ tay rất là đẹp nha bà con, chuyện trung đế đây nha. Giá là 1.700.000 thôi nha, 1.700.000 đồng. Mã số 13V. Đây em có một cái chiếc bình chiếc bình bông. Đây hình bông này là lông phụng rất là đẹp luôn. Hàng này là hàng xưa nghe bà con, hàng này là của hàng Biên Hòa xưa nha, gốm Biên Hòa xưa. Hàng này nói chung tuổi đời cũng cao già rồi nha. Rồi, chiều cao này em đo là khoảng 52, đường kính miệng là 23 nha. Hoành này em đo là 85. Đây bà con mình xem. Ở phía trên này ngày xưa người ta vẽ cái chữ tài lộc nha, của những người dân ngày xưa người ta xài đấy nha bà con. Nó bị chỉ nhầm trên đây có một chút xíu cái đường này thôi. Đây cái đường này chỉ chút xíu thôi, lỗi nhẹ thôi, không sao nha, tóc gió nhẹ chút xíu rồi đây. Còn bao nhiêu là lành tích liền lẹt hết nha. Chiếc bình này giao lưu bà con mình giá 2.700.000 đồng nha. Đây hàng gốm Biên Hòa xưa nha bà con.
Mã số 14 quê, em có một cái bức dĩa chanh. Đây, bức dĩa chanh này thì cái dĩa này là nguyên khối dịnh sau lưng đi. Đây, có một cái chân đế gỗ. Đây, bà con mình về kê lại ngay cái chỗ đứng nha. Tại cái bàn này nó hơi bên bên. Cái này đường kính 40, cao tổng thể luôn là 50 nha. Vẽ rất là đẹp, chim hoa. Con mình xem. Cái này người ta khẩm ốc nha, 7 màu Singapore này gắn qua thời gian 5 tháng rồi. Và đế nó cũng vậy luôn, bằng gỗ gõ luôn nha bà con. Toàn diện toàn bộ hết, nguyên một bộ như thế này rất là đẹp đây. Em giao lưu bà con mình nguyên một tác phẩm này giá 4 triệu rưỡi thôi nha. 4 triệu 500 ngàn đồng. Gỗ này là gỗ nguyên khối nha bà con, nguyên miếng này nha. Rồi. Đến với mã tiếp theo là mã số 15 quê. Đây là một cái đồ gạt tàn thuốc nha, gạt tàn thuốc bằng gỗ. Gỗ này là gỗ chắc nha bà con. Bên trong là một cái dĩa gốm nha, dĩa gốm người ta dùng để gần gạt tàn thuốc vào đó nha. Cái này là tích là trúc lâm thắt hiền. Đường kính 15. Còn hoành đế hoành tổng này là 43. Đây. Khảm toàn diện luôn, bốn mặt luôn nha, tứ diện hết luôn, rất là đẹp nha bà con. Rổ này là gỗ chắc nha, bao bà con mình về kiểm tra hàng, đúng gỗ, đúng đồ bà con mình nhận nha, không đúng hoàng về cho em luôn. Giá là 2 triệu nha bà con, 2 triệu đồng, bao ship toàn quốc bà con của mình về cứ kiểm tra hàng. Mã số 16 quê, đây là một tác phẩm Phật A-di-đà. Đây, Phật tổ A-di-đà ngồi trên đài hoa sen nha bà con. Đây bà con mình xem, tay ông bưng một cái bình hồ lô nha, một cái bình hồ lô. Thì tờ cái tượng này là chất liệu là bằng Atimon. Bà con mình xem bằng Atimon nha. Và đế bên dưới có một cái lớp đế là bằng rổ nha bà con. Xem dùm em, tượng này nói chung cũng qua thời gian 5 tháng rồi. Bà con mình quan hỷ hữu duyên nha. Chiều cao này em đo là khoảng 46. Đây, hoành thế này là 77. Đây, lành tích hết nha bà con. Cái này chỉ cần mình vệ sinh trà rửa đến bóng là thôi. Đây bà con mình xem. Giá giao lưu bà con của mình là 1 triệu 500 ngàn thôi nha. 1 triệu 500 ngàn đồng bà con mình hữu duyên quan hỷ nha. Rồi, đến với mã tiếp theo số 7V. 17V nha bà con. Đây một tác phẩm là làm Quan Âm. Đây Quan Âm Bồ Tát tay cầm cây gậy như ý nha. Bà con mình hữu duyên. Đây có chiều cao tổng thể em đo luôn là khoảng 70. Hoành chân đế này là 70 luôn nha. Đây bà con mình xem đây. Đây này là bằng gốm sứ nha bà con, gốm sứ nha, xung quanh này là tha thời gian 5 tháng cho mình tóc một đường này thôi, tóc gió thôi nha bà con mình xem đây, vị trí này nha. Đây bà con mình xem. Rất là đẹp nha bà con, hữu duyên nha, quan hỷ đây. Đứng trên cái đài hoa sen. Đây. Quân đế nha bà con, nói chung cái tượng này cũng thời gian lâu rồi nha. Hữu duyên cho bà con mình nguyên một pho tượng như thế này giá 2 triệu thôi nha, cho bà con của mình thỉnh về mẹ về thờ trong nhà nha. Và mã số 18. Đây là một tác phẩm Phật A Di ở Phật Tam Thế Phật. Đây Tam Thế Phật nha bà con, xem giùm em đây. Cũng bằng gốm sứ luôn. Đây màu là màu ngọc nha. Chiều cao này em đo là khoảng 44. Hoành đế thế này là 80. Đây nói chung hàng này cũng thời gian lâu rồi, bị lỗi trên này chút xíu nha bà con, xem giùm em đây. Cái phần lỗi nha. Đây bà con mình xem. Đây hữu duyên bà con mình giá 1 triệu 800 ngàn đồng nha, 1 triệu 800 ngàn đồng Tam Thế Phật nha. Đến với mã tiếp theo. Đây là mã số 19 quê. Đây là cũng là một vị Phật luôn, một vị Phật nha bà con. Tay cầm mình cái bát nha. Đây một cái bát vàng, này cũng bằng gốm sứ luôn nha bà con. Chiều cao em đo là khoảng 30 thôi nha. Còn hoành đế này là 61. Đây bà con mà xem lành tích liền lạc nha bà con. Hữu duyên nha, quan hỷ nha. Đây. Chuyện đế đây. Cho bà con của mình giá là 900 ngàn đồng nha. Rồi, đến với mã tiếp theo là số 20V. Đây, rất là đẹp luôn nha bà con. Cũng bằng sứ luôn nha, gốm sứ luôn. Đây, cái này là Phật Đản Xanh. Vâng, mình xem đây. Được vẽ màu nha, vẽ màu rất là đẹp. Chiều cao này em đo là khoảng 44 nha. Hoành đế này là khoảng 47. Phật Đản Xanh nha bà con, làm tích nha, không hề bị lỗi. Đây, bà con mình hữu duyên quan hỷ, giá giao lưu bà con mình mà 1 triệu đồng thôi nha, 1 triệu đồng. Đến với mã tiếp theo số 21 quê. Đây là một tác phẩm ông Thái Ước Chân Nhân, cũng là bằng gốm sứ nước men đây bà con mình xem rất là tốt. Những mặt hàng này nói chung cũng qua thời gian 5 tháng rồi. Cũng từ vài chục năm, 30 năm, 40 năm trở lên hết rồi nha bà con, chứ không hề gần đây, không hề mới nha. Đây cho bà con mình hữu duyên sưu tầm. Chiều cao này em đo là khoảng 37 nha. Đây, hoành đế này là khoảng tầm là 50, làm tích liền lạc hết nha, Thái Ước Chân Nhân. Tay cầm bình hồ lô và cây quạt phát trần. Giá là 1 triệu 200 ngàn đồng. Đây 1 triệu 200 ngàn đồng bao ship bà con mình nha. Rồi mã tiếp theo số 22V.
tay em có một cái chiếc bình lọ nha. Hàng này thường người ta dùng để cắm nhang hoặc là mình về mình cắm hoa cũng vẫn được luôn. Rất là đẹp bà con mình xem. Hàng lành tích liền lạc nha. Này bằng gốm sứ nha bà con xem giùm em đây, những cái đường hoa văn chi tiết nha. Không hề bị nứt mẻ tóc gió chỗ nào. Chiều cao này em đo là 48, đường kính miệng này là 20. Hoành này là 64 nha. Đây vẽ chim hoa. Chim hoa rất là đẹp bà con mình xem đây. Đây mình về mình cắm bông cũng được hoặc là mình cắm nhang, cắm hoa nha. Chuyển đế đây nha. Giá giao lưu bà con của mình là 1.800.000 đồng nha. 1.800.000, hàng lành tích liền lạc nha bà con. Này về bà con mình vệ sinh lại giùm em nha. Chị này em mới vừa sưu tầm về nên em quay clip giao lưu bà con mình luôn. Mã số 23. Đây chiếc bình này thì tích này là phước lộc thọ nha bà con. Vẻ màu rất đẹp. Chiều cao này em đo là 45, đường kính miệng là 20, hoành là 63 nha. Hàng lành tích liền lạc, không hề bị mẻ nứt tóc gió chỗ nào. Đây có lỗi thì em sẽ báo bà con của mình, yên tâm. Về bà con mình kiểm tra hàng giùm em trước khi mình nhận hàng nha. Đây đúng đồ, đúng hàng, đúng chất liệu bà con mình nhận nha. Giá giao lưu bà con của mình là 1.800.000 đồng nha. 1.800.000. Mã số 24W. Em có một cái bình hút lọc vẽ màu. Đây màu bà con mình xem rất là đẹp luôn. Đây màu này là màu vẽ tự nhiên nha. Chiều cao này em đo là 42, đường kính miệng này là 24 nha. Hoành bụng thế này là 114. Đây rất là đẹp, làm tích hết nha bà con. Đây làm tích nha. Bên dưới đây, cái này thì nó bị mấy cái cặm này nhâm thôi. Bà con mình xem đây nha. Qua thời gian 5 tháng thôi. Bịch này rất là đẹp nha bà con. Bịch màu rất là đẹp. Bà con mình xem đây. Cái này giao lưu bà con mình giá 1.500.000 nha. 1.500.000 đồng. Đến với mã tiếp theo số 25V. Một chiếc bình bông, những cái con cá coi rất là đẹp luôn. Đây cá chép đó nha bà con. Đây bà con mình xem hũ diêm. Đây chiều cao này em đo là khoảng 62, đường kính miệng là 20, cái hoành bụng bình như thế này là 98, lành tích liền lạc, không hề nứt nẻ tóc gió chỗ nào. Bà con mình về kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng. Đây bình con cá rất là đẹp. Đây dùng đế nha. Giá là 2.800.000 nha. 2.800.000 đồng. Và mã tiếp theo số 26, một cái bình hút lọc nha. Đây một cái bình hút lọc màu hồng. Cái này vệ sinh lên thôi nha bà con, này em chưa có chà nha, cho nên nó còn đóng bụi qua thời gian rồi, cho nên em chưa có vệ sinh. Chiều cao em đo là khoảng 38 nha. Hoành này là 87, lành tích liền lạc hết nha. Chiếc bình này rất là độc đáo nha bà con mình xem đây. Mấy hàng này nói chung cũng hoài 30 năm trở lên hết nha. Có giá là 900.000 thôi nha, 900.000 đồng. Rồi mã số 27. Mã 27 này thì em có một cái bàn đá nha. Bàn đá ở ngoài là gỗ. Đây bàn đá rất là đẹp luôn nha bà con. Đây có 5 cái chân nha, ngũ cúc. Chiều cao này em đo là 78. Đây đường kính miệng là 53 nha. 53 đi trừ hao bà con của mình luôn. Còn nếu mà phủ bì ra ngoài khoảng 60 luôn nha bà con. Đây bà con mà xem những cái chân là những hình con rồng rất là đẹp nha. Chất liệu là bằng gỗ gõ nha. Này người ta chạm hoa văn. Hoa văn chi tiết rất là hay. Con mình xem đây. Đây rất là nổi bật, rất là cứng cáp luôn. Đây mặt đá, mặt bên dưới cũng đá luôn, hai mặt luôn nha. Đây bà con mình xem những cái nghệ nhân người ta tạc ra là cũng rất là công phu nha bà con. Cho chiếc bàn này gỗ gõ nha bà con mình, về kiểm tra hàng em bao con mình là chất liệu bằng gỗ gõ. Giá là 10.500.000 nha bà con. 10.500.000 đồng, bao ship toàn quốc bà con của mình nha. Và mã số 28. Mã 28 là em có một bộ trường kỷ bằng gỗ gõ luôn. Đây rất là đẹp. Nói đây người ta lộng nha, người ta lộng, người ta chạm khắc thôi chứ không có khảm. Nhưng mà đơn giản thì rất là đẹp nha bà con. Cái này chiều cao em đo là khoảng 72. Đây chiều dài mặt bàn này là 125 nha. Còn chiều ngang mặt là 56. Đây rất là dày dặn nha bà con, người ta chạm lên đây. Những cái đường này người ta chạm rất là đẹp nha bà con, xem người ta lộng đây nha. Đây còn đế này cái chiều ngang như thế này là tầm khoảng là gần 6 phân luôn nha bà con. 6 phần 4 chân đế nha. Rất là dày dặn, gỗ gõ nha. Gỗ gõ. Đây qua bàn, bàn người ta lộng như cái lục bình, rất là đẹp nha. Đây làm đơn giản thôi nhưng mà nhìn rất là đẹp. Đây cái này em cũng chưa có chà đánh bóng vệ sinh hết. Nếu mà bà con mình muốn chà đánh bóng vệ sinh chà thì khi mà veo lên em sẽ vệ sinh cho bà con của mình luôn. Đây, ghế này em đo có cái chiều cao là 90. Đây còn chiều dài tổng thể luôn nha.
là 185 hũ bì luôn nha bà con. Còn chiều ga nha, chiều ga này là khoảng là 50 đi. Hàng này em bao bà con mình về kiểm tra hàng luôn nha, đúng hàng đúng đồ bà con mình nhận, bà con mình yên tâm, rất là cứng, rất là chắc chắn. Một cái ghế này 2 người bê nha bà con, 2 người bê không nổi nha, rất là dày dặn. Đây, làm tích liền lạc nha, làm tích liền lạc, không hề có chỉnh sửa chỗ nào luôn, còn nguyên si nguyên con kim. Đây hàng ngày xưa nha, đây hàng xưa người ta làm, đây đồ thủ công. Bộ này em giao lưu bà con mình bao ship là 200 km thôi nha. Đây hàng này nói chung là ship đi rất là nặng nha bà con, đóng gói rất nặng nên em chỉ ship bằng xe tải bà con của mình thôi. À, ship được 200 km thôi nha, giá là 35 triệu bên em bao ship mình 200 km. À, về bà con mình kiểm tra hàng, hoặc là bà con mình kết bạn Zalo thì bên em để em chụp hình đầy đủ chi tiết hơn nha. Và tác phẩm này cũng là cuối clip hôm nay, bonsai Lê Nguyên cũng xin mến chào bà con nha. À, mến chúc bà con mình thật nhiều dồi dào sức khỏe nha, xin kính chào và hẹn gặp lại. Kính chào và tạm biệt quý bà con, hẹn gặp lại bà con vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh chúng em nha.